puede. I'm coming home. Not for me, not that for you. I own you and me. Not for me, not that for you. I'm coming home. Hôm nay sẽ thấy là lễ hội đông kinh khủng. Wow. Bây giờ là mình chương trình là mình đi xin chụp hình mà. Bây giờ chương trình anh hôm nay là anh em ngắm gái đủ luôn nha. Còn phía dưới nữa kìa, phía dưới rất là đông. À, cái bộ robot này mà ở ngoài trời cho là nóng thôi rồi luôn nè. Thôi con kia nha, gái bên kia đông đông quá. Xinh lắm. Rồi đi ra. Always gone when I need you. You know I'll be there for you. Where are you now? Where are you now? Always try my best for you. You just know it is true. Where are we now? Trong chuyện gì không biết, nhìn thấy dễ thương quá. Nhất là bé tay trái này nghe. Ai làm hồ, muốn làm hồ ly không? Anh muốn làm hồ ly không? Xin chào anh em. Thực sự là anh đông kinh khủng, đông ngập ngập, ngập tràn luôn. Chắc mà mình chia ra cũng nhiều video lắm á. Trời ơi, nhiều quá anh em, toàn gái xinh không. Anh em thấy à? Hướng bên đây em có này, hướng bên đầu kia em có này. Đó. Nói chung là bây giờ vào lễ hội nè, cứ càng về chiều là họ tới càng đông mà. Đó, với lại người mặc đồ hóa trang á, họ càng đông nữa. Trời ơi, ngập tràn luôn em ơi. Bây giờ mình phải kiếm cái đường xuống nè. Vì bây giờ ở đây á, là nó phải theo quy luật mà. Cứ đường xuống là chỉ làm một đường xuống thôi, còn đường lên chỉ làm một đường lên thôi. Nên thành ra vậy. Này em sẽ thấy phía dưới đây. Đông lắm, đang ở phía dưới. Bây giờ mình phải xuống dưới đây nha.
Vì cái chỗ này nè anh em, mình định đi xuống phía dưới mà mình đi nhầm vô cái chỗ mà chỗ thay đồ mà, chỗ này chỗ thay đồ mà. Nên là mấy người mặc đồ như thế này nè. Đó. Mấy bé hóa trang anh em kìa, mấy bé hóa trang đang đang chờ để đi xuống phía dưới mà. Họ đang thay đồ giờ ở chỗ này. Đấy. Wow. Bây giờ mình phải đi kiếm đường xuống đó. Xuống phía dưới đường nào ta? Bây giờ như là họ giống như họ thay phiên nhau á, một nhóm đứng xong là họ về đây, họ về hướng này họ thay đồ. Hoặc là người ta họ thay đồ xong họ ra đầu kia họ đứng. Đó. À, đây là thay đường xuống rồi. Và bây giờ tiếp tục ngắm gái thôi anh em ơi. Vâng, bây giờ là mình đang đi đến địa điểm mới anh em ơi. Tự nhiên đi tìm đang thấy một cái chỗ địa điểm mới nữa là hướng đầu kia kìa, qua chỗ đèn xe đèn đỏ là tới chỗ này nghe anh em. Bây giờ là họ sẽ tập trung thêm một địa điểm mới ở đầu kìa, rất là đông. Bây giờ mình phải đi đã, thấy nhiều đoàn người họ đang di chuyển này, thấy không? Lễ hội này đến tận 4 giờ mà, 4 giờ chiều mà. Người sói, trời ơi, người sói em ơi. Xin chào anh em. Bây giờ là mình đang hướng về chỗ mà công viên. Trời ơi, trong công viên này đông kinh khủng luôn, còn đông hơn cái chỗ đầu chỗ gà nữa. Đó. Chúng mình lướt qua nhìn thấy mấy chị nè, thầy của Suzuka ở trong chuyện Naruto á. Bây giờ mình vô đã. Cover mà, thấy không? Bây giờ chắc tập 2 chắc mình sẽ mình trong này á, mình trong này xinh lắm. Xinh tuyệt đẹp. Hai. Ichi ni sa. Ok. Hello. Chút tỏ xa xin đi. Hai. Always come when I need you. You know I'll be there for you. Where are you now? Where are you now? Always try my best for you. You just know it is true. Mình cũng vô được công viên cho anh em rồi anh em ơi. Xinh lắm, xinh lắm. Chắc bây giờ mình sẽ đi theo hàng quá hay là đi lộn xộn ta. Ồ, mới sơ nhìn thấy người nhện rồi nè. Hôm nọ người nhện em về hưu rồi, hôm qua nhà cũng ngồi nghỉ đi chơi. Ồ, lộ mặt rồi. Gái nè, gái xinh kìa. Ngập tràn luôn. Chắc có hướng đầu này đi. Tha hồ mà thôi, tha hồ mà chụp ảnh nha.
anh em ơi. Nói chung là chỗ cái công viên này nói chung là ngập tràn luôn. Đó, wow, đi đâu. Nói chung là nếu mà mình muốn xin chụp hình hay quay phim á thì mình vô mình hỏi, mình nói họ là họ đưa, họ cho chụp hình liền à. Nó thoải, đúng là cái lễ hội như thế này thì nó thoải mái về cái nó lắm, không gian với lại nam nữ nó cũng thoải mái lắm. Chứ không có như vậy đâu, mình cứ vô mình hỏi họ là họ cho chụp hình quay phim liền à. Này, đang chụp hình nữ sinh. Rồi bây giờ mình đi kiếm gái nè. Hình như cái đầu kia cũng phải gái hơi xinh á. Xinh lắm đây này. Anh em, gái đâu này xinh lắm. Chắc mình sẽ xin chụp hình thôi. xin tốt thì mỗi đi cả. Tông iso đã yêu. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in faith. Siêu nhân anh em ơi, siêu nhân kìa. Siêu nhân mà có vẻ nổi tiếng dữ trời, ai cũng muốn xin chụp hình trời. Đây là một độ hình siêu nhân này. Độ hình siêu nhân luôn. Trở về tuổi thơ này mà, nhưng mà không có siêu nhân Gao trời. Hồi nhỏ tôi có chỉ xem siêu nhân Gao thôi. Wow. Nắng nóng nhưng mà vui. Ở đầu này có y tá này mọi người. Y tá. Wow. Đây này y tá này. Để quay mặt rồi y tá xem cho anh em xem. Always come when I need you. You know I'll be there for you. Wow, không phải y tá mà là ca sĩ nghe này, dễ thương ghê. Con phải dạy mấy ông đang xin chụp hình này. Đó, trời ơi, con bé này chắc dễ thương lắm rồi. Bây giờ đi, đứng đâu này đông lắm. Đây là cover độ hình gì đang biết. Xinh ghê gớm. Người hầu anh em ơi. Người hầu này. Người hầu mà cầm súng chơi trời. Cái độ hình này độ hình Son Goku anh em. Son Goku này. Có cả đích Son Goku Satan. Rồi. Đây là chuột Mickey nữa chứ trời.
Wow, đông quá. Sợ tôi quay tôi sợ hết pin không à. Trời ơi, quay từ sáng đến giờ không biết. Đây đây đây, hình như còn có mấy bé này dễ thương này. Đây đây, hai bé này dễ thương. Trời ơi, mình nghe nói là con bé trong là nổi tiếng là hóa trang lắm. Mà phải xếp hàng theo lượt nghe này. Này, đông kinh khủng. Đông lắm anh em. Xin chụp hình con bé nó mà cũng phải ngồi xếp hàng như thế này này. Vâng, thấy lấp ló em nó rồi. Nãy giờ mới thấy được cái khuôn to, khuôn mặt với lại làn da. Chỉ có một phút là được quay với chụp hình thôi nghe anh em. Phải ngồi xếp hàng á. Còn số lượng người phía sau mình vẫn còn đông lắm. Trời ơi, chụp hình là bây giờ quay với người nổi tiếng mà không biết nó là em nào đây, không biết. Còn 30 giây à, 30 giây là đến lượt hết hàng trên nè. Vâng, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi. あと 10 秒です. Chứ mà anh em thấy là coi như xếp hàng đông như vậy mà mình thấy vô trong mình thấy quay cho con bé mà mình thấy cũng bình thường cái gì đó ta. Chứ mà mình quay cũng nhiều bé còn xinh hơn bé đó nữa. Trời ơi, mình thấy ông nội này ông nội lầm. Ông nội làm con sâu này là tôi khổ nhất luôn này. Này. Trời ơi, hóa trang làm con sâu làm chi mà ngồi nguyên cục nữa. Đúng quá. Đại học đúng vui luôn. Tha hồ mà chụp gái nha anh em. Đúng là khám phá Nhật Bản, là một ngắm gái Nhật Bản. Wow, anh em ơi, mình đang là trong khu quân đội Nhật Bản. Trời ơi, quân đội gì mà mặc vừa sừng chứ thế kia trời. Anh em à, quân đội nè. Vui chưa? Wow, đông quá. Một siêu nhân nữa. Wow, nắng nóng quá. Best for you. You just know it is true. Where are we now?